Kính thưa các khán thính giả của Việt Nam Defend, trong bản tin 19 giờ ngày hôm nay ngày 10 tháng 11, chúng ta sẽ bàn với nhau về câu chuyện tại sao Việt Nam không mua MiG-35 thay MiG-21. Như chúng ta đã biết, năm 2015, Việt Nam đã loại biên chế toàn bộ các máy bay MiG-21 có trong trang bị. Tất nhiên, như đã từng đề cập, trong số các máy bay MiG-21 bị loại biên chế vẫn còn có một số lượng nhỏ các máy bay còn hạn sử dụng, nghĩa là khi cần chúng có thể cất cánh với hệ số an toàn cao. Dù vậy, chúng ta phải chấp nhận một thực tế rằng MiG-21 đã nghỉ hưu, chúng ít có khả năng sẽ được đưa trở lại. Không quân ta niêm cất một số chiếc có lẽ chủ yếu để phòng hở và phục vụ các nhiệm vụ cải tiến hoặc huấn luyện mà thôi. Sau khi loại biên chế MiG-21, ít nhất một trung đoàn tiêm kích bị giải thể, phần còn lại được chuyển loại sang sử dụng máy bay tiêm kích bom Su-22. Ví dụ như trung đoàn 921, đoàn sao đỏ, đơn vị anh cả của Không quân Nhân dân Việt Nam, đơn vị đã lập được nhiều chiến công nhất trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, đã chuyển loại sang sử dụng Su-22. Thực sự mà nói, việc phải để một đơn vị chuyên bảo vệ không phận sử dụng tiêm kích bom Su-22 là một điều đáng tiếc. Su-22 dù là về mặt thiết kế có thể làm nhiệm vụ phòng không nhưng không phải là một chiến binh chuyên nghiệp vì nó vốn được thiết kế chủ yếu cho vai trò tấn công mặt đất. Mà trong lịch sử phục vụ, Su-22 từng được một số nước đem ra không chiến nhưng không thành, phần lớn chúng chịu thất bại. Cho nên, ngay sau khi MiG-21 nghỉ hưu, rất nhiều người, từ người dân tới cộng đồng yêu thích kỹ thuật quân sự, thậm chí ảnh hưởng tới cả các bạn bè Nga, đều mong muốn Đảng và Nhà nước sớm tìm giải pháp thay thế MiG-21. Và một trong những giải pháp được giới phân tích đồng tình nhất đó là mua máy bay tiêm kích MiG-35 của tổng công ty RSK MiG hiện nay. MiG-35 là hậu thế của dòng tiêm kích MiG-21 huyền thoại, là sản phẩm mới nhất của cục thiết kế máy bay chiến đấu hàng đầu nước Nga. Nó được xếp vào hàng tiêm kích thế hệ 4.5, một cách để chỉ các loại máy bay chiến đấu có các tính năng tiệm cận dòng tiêm kích thế hệ 5, nhưng mang dáng dấp của máy bay thế hệ 4. Trên thế giới, chúng được coi là bước đệm cho nhiều quốc gia trước khi tìm mua hoặc tự sản xuất máy bay thế hệ thứ 5. Dự án MiG-35 đã khởi động từ rất lâu, vào cuối những năm 1980, thời điểm mà Liên Xô sắp tan rã. Dù thời hậu Xô Viết, nước Nga gặp rất nhiều khó khăn, nhưng nỗ lực của công nhân viên MiG đã giúp MiG-35 chào đời, thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 2007. Thời điểm nó xuất hiện, MiG-35 được kỳ vọng sẽ tiếp tục nối dài ánh hào quang của MiG-21, MiG-23, MiG-25 và MiG-29 đã tạo được trong chiến tranh lạnh. So với các thế hệ trước, MiG-35 mạnh gấp nhiều lần, nó khắc phục được nhược điểm radar yếu trên hầu hết các phiên bản MiG trước đó. Cụ thể, nó được trang bị công nghệ radar mạng pha chủ động giúp AE có tầm chính sát cực đại 200 cây số, có thể theo dõi 30 mục tiêu cùng lúc, dẫn đường tên lửa hạ 6 mục tiêu trong tích tắc. Về động cơ, MiG-35 sở hữu cặp động cơ RD-33MK giảm tối đa lượng khói đen thường thấy trên động cơ MiG-29. Đặc biệt, động cơ này có miệng vòi phun chỉnh hướng vector lực đẩy, kết quả giúp tăng hiệu quả chiến đấu từ 12-15%. Tải trọng vũ khí nhỏ của thế hệ MiG trước đây bị coi là điểm yếu. Ví dụ MiG-29 đời đầu chỉ có 3,5 tấn, MiG-21 có 2 tấn, MiG-23 có 3 tấn, thì nay trên MiG-35 có thể mang tới 7 tấn vũ khí. Cơ bản, những cải tiến như vậy được đánh giá là rất tốt, thay MiG-21 bằng MiG-35 được coi là giải pháp khỏi chê vào đâu được. Nhiều người tin rằng các phi công từng bay MiG-21 sẽ rất thích nếu ngồi trên MiG-35. Thế nhưng, tại sao mà ngay kể cả trước khi MiG-21 nghỉ hưu cho tới tận hôm nay, Bộ Quốc phòng Việt Nam chưa từng có một lần thật sự để mắt tới MiG-35? Phải có lý do gì đó chứ? Sau một thời gian tìm hiểu, Việt Nam Defend đã phát hiện được một số lý do như sau mà chúng tôi cho rằng đó có lẽ là những lý giải hợp lý nhất về việc tại sao Việt Nam không quay trở lại với tiêm kích MiG. Bất chấp việc trong quá khứ Việt Nam đã từng lập nhiều chiến công chấn động địa cầu bằng tiêm kích MiG. Thứ nhất, có thể nói, MiG-35 tuy được coi là hiện đại ngang ngửa với dòng Su Khôi, Su-27 và Su-30, thế nhưng một số học giả cho rằng nó chỉ là bình mới rượu cũ. MiG-35 chẳng qua chỉ là một phương án nâng cấp sâu từ đời MiG-29, nó không phải là một thiết kế mới hẳn mang tính đột phá, ví dụ như từ MiG-21 đến MiG-23 chẳng hạn. Thực ra thì trong bề ngoài của MiG-35 đúng là hệt như MiG-29, và bản thân nhà sản xuất cũng không giấu giếm về việc họ tạo ra MiG-35 trên cơ sở thiết kế của MiG-29. Về mặt kinh tế thì đây là một giải pháp không tồi, nó tiết kiệm đáng kể khi người ta chỉ cần cải tiến trên thiết kế đã được chứng minh, đắp lên cho nó các giải pháp công nghệ mới nhất, như thế chúng ta sẽ có một chiếc máy bay hoàn toàn mới. Thực ra, trong lịch sử phát triển máy bay chiến đấu, không hiếm trường hợp người ta tạo ra một mẫu máy bay tiêm kích mới dựa trên khung thân thế hệ trước đó. MiG cũng từng thành công với giải pháp này khi họ sử dụng thiết kế ban đầu của dòng MiG-25 để phát triển tiêm kích chiến lược MiG-31. Hiện, sau gần 40 năm đưa vào sử dụng, MiG-31 vẫn là tiêm kích đánh chặn số 1 thế giới, không loại máy bay tiêm kích nào bay nhanh hơn nó. Và dường như, khi tạo ra MiG-35, MiG cũng nghĩ rằng mình sẽ một lần nữa lập thêm kỳ tích trong lịch sử vẻ vang của họ. Tuy nhiên, thời thế đã thay đổi, MiG phải chịu sự cạnh tranh gay gắt từ nhiều đối thủ khác, trong nước là Sukhoi với sự biến hóa quá đỉnh từ dòng Su-27. Việc đắp thêm công nghệ mới lên cho MiG-29 rồi cộng thêm mấy số để thành tiêm kích mới e là quá đơn giản, khách hàng họ cần nhiều hơn như vậy. Lật lại quá khứ một chút, thực ra hồi đầu những năm 1990,
Việt Nam đã từng có ý định chọn MiG-29. Chúng ta đã từng đắn đo đặt lên bàn cân hai chiếc MiG-29 và Su-27. Và sau cùng, ta quyết định chọn máy bay tiêm kích Su-27 bỏ qua MiG-29. Thời bấy giờ, nếu so sánh thì Su-27 mạnh hơn MiG-29 ở tầm bay, tải trọng và radar cực khỏe, trong khi khả năng cơ động linh hoạt thì không kém hơn là bao. Ở thời điểm hiện tại, dòng Su-30 MK2 hay cao cấp hơn nữa như Su-30 SM và Su-35S cũng chẳng kém hơn MiG-35, thậm chí là còn vượt trội. Thì lý do gì mà chúng ta lại phải chọn MiG mà không chọn Su? Giá như MiG cố gắng tạo ra một phiên bản khác biệt hơn thì có lẽ không chỉ Việt Nam mà nhiều quốc gia đã nghĩ lại. Về nguyên nhân thứ hai, bắt nguồn từ chính nguyên nhân thứ nhất. Theo đó, chính từ việc sử dụng lại thiết kế cũ cùng với một chiến lược sai lầm của ban lãnh đạo MiG đã đẩy MiG-35 tới thất bại cay đắng trên bước đường đời. Dấu mốc tạo nên vết nhơ khó gột rửa trong lịch sử của MiG-35 đó là năm 2007, MiG đã đưa MiG-35 tới Ấn Độ tham gia gói thầu cung cấp 126 máy bay chiến đấu đa năng. Vấn đề là, khi đó, MiG-35 vẫn còn nằm trong giai đoạn phát triển, ngay cả không quân Nga cũng chưa đặt vấn đề ký hợp đồng. Bất chấp điều này, nhiều chuyên gia khẳng định chắc nịch, với uy tín của MiG, họ là ứng viên sáng giá nhất, F-16, FA-18, JAS-39, Dassault Rafale, EF-2000 Typhoon không phải là đối thủ. Nhưng sự vội vã dễ dẫn tới thất bại. Quả thật, năm 2011, Ấn Độ đã tuyên bố loại MiG-35 ra khỏi cuộc chơi đầu tiên. Sự kiện đã gây sốc cho giới quân sự thế giới và ở Nga. Lý do được không quân Ấn Độ thông báo lại rằng một số tính năng của máy bay không như quảng cáo. Ví dụ như radar giúp AE đúng là radar quét mạng pha điện tử, nhưng tầm phát hiện mục tiêu thực tế không đạt được như trong hồ sơ dự thầu mà Nga cung cấp cho Ấn Độ. Ngoài ra, cặp động cơ RD-33MK cũng không đạt được hiệu suất lực đẩy theo yêu cầu. Lúc đó, cũng không ai nghĩ được rằng thất bại tại Ấn Độ để lại một hậu quả rất lớn, đeo bám dòng MiG-35 biến nó từ triển vọng thành thất vọng suốt hơn 10 năm sau. Thật vậy, tháng 5 năm 2013, MiG mừng như chết đuối vớ được cọc khi Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố sẽ ký mua 37 chiếc MiG-35. Thế mà, chỉ 3 tháng sau, Bộ Quốc phòng Nga lại nói lại chỉ mua 24 chiếc. Rồi sau đó, tới tận năm 2016, hợp đồng này vẫn chưa được ký kết, mặc cho các lãnh đạo công ty MiG sốt ruột liên tục hối thúc. Giới phân tích nhận định, việc Bộ Quốc phòng Nga 5 lần 7 lượt tìm cách kéo dài thời gian ký hợp đồng cho thấy cơ quan này dường như không quan tâm đến MiG-35. Có chăng, việc họ mua một số máy bay chỉ như là một sự gia ân cho những đóng góp của MiG trong quá khứ. Về phía MiG, phải nói là họ bế tắc vô cùng khi đứa con cưng không được chính nước sở tại đoái hoài. Vì nếu không được chính không quân Nga mua, rất khó để MiG-35 thành công trên thế giới. Quả đúng như vậy, năm 2014, Ai Cập tuyên bố sẽ mua của Nga 24 máy bay tiêm kích MiG-35. Thế mà, tới khi đặt bút ký vào hợp đồng trong tháng 4 năm 2015, Ai Cập lại lật kèo mua 46 MiG-29 thay vì chọn MiG-35. Nói lật kèo để cho vui vẻ thôi, chứ MiG-29 hay MiG-35 thì vẫn là sản phẩm của họ, tiền vẫn được chia cho MiG. Nhưng trong thâm tâm, các lãnh đạo của MiG chắc không khỏi bận lòng khi số phận đứa con cưng MiG-35 vẫn lận đận. Không được nước sở tại mua, lại bị từ chối ở nhiều quốc gia. Thật khó để mà thuyết phục Việt Nam chúng ta chấp nhận MiG-35 được, dù kể cả cho việc thay thế MiG-21 là cấp bách. Tất nhiên, rồi thì MiG cũng khắc phục được vấn đề của họ, cộng với những nỗ lực tiếp thị, thuyết phục với không quân Nga, họ cũng đã ký được hợp đồng đầu tiên với nước nhà. Tháng 8 năm 2018, Bộ Quốc phòng Nga đã chấp nhận ký vào hợp đồng mua 6 chiếc MiG-35 đầu tiên với MiG. Năm đó, MiG đã ra mắt trở lại MiG-35 tại triển lãm hàng không Moscow MAKS năm 2018 với những tiết mục hoành tráng chưa từng thấy. Quả thật, với MiG thì đây là sự kiện đáng ăn mừng. 11 năm sau chuyến bay đầu tiên, MiG-35 mới được không quân nước nhà ký hợp đồng đầu tiên. Như đã nói ở trên, sự kiện này có thể mở ra một triển vọng sáng láng hơn với MiG-35. Đúng vậy, một năm sau, Ai Cập sau khi mua 46 chiếc MiG-29, họ tiếp tục hào phóng chi thêm hàng tỷ đô để mua 50 chiếc MiG-35. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, hành động của Ai Cập không hẳn xuất phát từ nhu cầu của họ, mà là có sự thúc đẩy và ưu đãi từ Nga. Nói như kiểu, cậu giúp tớ mua MiG đi, tớ sẽ tặng cậu thêm cái này và cái kia. Vậy, các nước đã mua rồi, Việt Nam sẽ mua MiG-35 chứ? Việt Nam Defense là khó bởi lý do thứ ba, đó là giá bán một chiếc quá cao. Ước tính giá niêm yết của MiG-35 hiện là 50 triệu đô một chiếc. Bất chấp việc tập đoàn MiG từng tuyên bố rằng chi phí vận hành của MiG-35 rẻ hơn nhiều so với MiG-29, nhưng giá đầu vào quá cao sẽ khiến nhiều quốc gia đắn đỏ. Trước đó, Việt Nam đã mua Su-30 MK2 với giá khoảng 45-50 triệu đô một chiếc. Giá cả ngang nhau, trong khi tải trọng vũ khí, tầm bay, trần bay đều vượt trội MiG-35. Với nhiệm vụ tiêm kích phòng không thì Su-30 MK2 vẫn đảm nhiệm tốt, nó không kém MiG-35. Việc chúng ta có thể nhắm tới MiG-35 chỉ có thể xảy ra nếu Nga giảm giá bán của dòng 35 về con số 30-40 triệu đô một chiếc. Đó là một mức giá cạnh tranh và khiến nhiều quốc gia sẽ suy nghĩ lại. Vậy, Việt Nam sẽ dùng dòng máy bay nào để thay thế MiG-21 khi mà Su-22 sẽ hết hạn sử dụng trong 10 năm tới? Thực sự mà nói thì đây là một câu hỏi khó, bởi thay cái gì nó phụ thuộc vào nguồn ngân sách quốc phòng,
phụ thuộc vào ý đồ của Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân và Bộ Quốc phòng. Còn trước đó, vào năm 2016, đã có các thông tin từ các hãng tin uy tín quốc tế cho rằng Việt Nam đang tham khảo một loạt các dòng máy bay tiêm kích của Hàn Quốc và phương Tây gồm 1. Tiêm kích hạng nhẹ FA-50 của Hàn Quốc có giá 30 triệu đô một chiếc. Đây là phiên bản chiến đấu của dòng máy bay huấn luyện T-50 do Hàn Quốc phát triển, dùng không thân chiếc F-16 cải tiến nhỏ gọn hơn. Ở Đông Nam Á, hiện có Indonesia, Thái Lan và Philippines đã nhập khẩu dòng T-50 FA-50. FA-50 đạt tốc độ 1.837 km/h, tầm bay 1.800 cây số, mang được 3,7 tấn vũ khí. 2. Tiêm kích hạng nhẹ JAS-39 Gripen E của Thụy Điển có giá 60 triệu đô một chiếc. Dòng này có tốc độ 2.460 km/h, tầm bay chiến đấu 1.500 km, trần bay 16.000 m, mang được 5,3 tấn vũ khí, có thể đảm nhiệm vai trò chống hạm và tấn công mặt đất. 3. Tiêm kích đa năng Eurofighter Typhoon do Liên doanh Anh, Đức, Italy, Tây Ban Nha sản xuất có giá 106 triệu đô một chiếc. Em này thì khỏi bàn rồi, rất nổi tiếng, thiết kế rất đẹp, sức mạnh tương đương Su-35S của Nga, nhưng giá thì kinh khủng. Nó có tốc độ bay 2.125 km/h, tầm bay chiến đấu 1.500 cây số, tải trọng vũ khí 9 tấn. Thứ tư, tiêm kích đa năng Dassault Rafale của Pháp. Mặc dù giá lâu nay được công bố là vào khoảng 100 đến 110 triệu đô một chiếc, tuy nhiên khi bán kèm vũ khí, đơn giá này vọt lên 258 triệu đô một chiếc. Điển hình là hợp đồng năm 2018 mà Pháp ký với Ấn Độ bán 36 chiếc Rafale có giá lên tới 9,1 tỷ đô. Tôi e là với em Rafale này, chúng ta sẽ loại từ vòng gửi xe. Đi coi cho biết chứ mua sắm gì anh bạn hàng hiệu và giá trên trời này. Không chỉ là giá cả, phần đa các máy bay này đều có linh kiện của Mỹ, là rào cản không hề nhỏ với Việt Nam. Thành ra, 4 năm đã trôi qua, ta vẫn chưa có kế hoạch nào lớn. Dẫu sao, vẫn biết là khó khăn, nhưng chúng tôi hy vọng rằng là từ nay tới năm 2030, Không quân nhân dân Việt Nam sẽ được trang bị thêm máy bay để khỏa lấp lỗ hổng mà MiG-21 để lại. Vậy là bản tin của ngày hôm nay đã kết thúc. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh, ấn chuông để nhận thông báo video mới nhất nhé. Cảm ơn các bạn.